Wake Up 247 hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cổng Sports. Xin chào các bạn, đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong năm nay của câu lạc bộ Arsenal. Năm 2023, Arsenal sẽ đặt trọn vẹn mục tiêu 3 điểm trong trận đấu này. Declan Rice, Martinelli, Bukayo Saka, tiền đạo đang có phong độ cực cao tại câu lạc bộ West Ham. Cú sút điểm từ tuyến 2 của James Ward-Prowse. Chia tay với Declan Rice, West Ham đã có những sự bổ sung ở hàng tiền vệ. Thời lượng kiểm soát bóng đang hoàn toàn nghiêng về Arsenal. Bukayo Saka, cú đá không hóc hiểm của Bukayo Saka. Và dứt điểm đầu tiên của trận đấu này, nó tới từ một tình huống giật gót đầy điệu nghệ của Martin Odegaard. Những tình huống mà trước đây thì những cổ động viên của Arsenal cũng đã quen với phong cách của Mesut Ozil, của các pháo thủ Declan Rice, Bukayo Saka. Saka mong manh trong những tình huống phòng ngự trước Bukayo Saka cũng như Martin Odegaard. James Ward-Prowse đánh đầu. Martinelli, tuyến hay. Cự ly và vị trí dứt điểm của Arsenal là rất đa dạng. Với việc kéo đội hình của West Ham xoay sở khá hay. Emerson khá nguy hiểm, chuyền sang, dứt điểm. Thomas Suchet và 1-0 cho West Ham. Chắc chắn là huấn luyện viên Mika Arteta không thể hài lòng với những gì các học trò của ông đã thể hiện. Một tình huống tấn công bên cánh trái của West Ham, không có được sự phối hợp tốt của hàng phòng ngự Arsenal. Đó là Gabriel và Zinchenko. Và liệu rằng quả bóng đã rời khỏi sân hay chưa? Mấu chốt nằm ở tình huống khống chế của Jarrod Bowen. Hai hậu vệ của Arsenal đã lao vào nhau, đã tự làm khó mình và đã tạo những cơ hội cho Jarrod Bowen cũng như Thomas Suchet có thể xử lý tốt. Lại một lần nữa, một tình huống liên quan đến việc bóng ở trong hay là ngoài sân lại liên quan đến câu lạc bộ Arsenal. Hẳn các bạn còn nhớ trận đấu giữa Arsenal và Newcastle thì một tranh cãi như vậy cũng đã xuất hiện. Và bàn thắng đã được công nhận cho Thomas Suchet. Saka. Saka. Odegaard. Rosa. Jesus. Gabriel Jesus. Đánh vào không vào. Phản xạ tuyệt vời của Alphonso Areola từ cú dứt điểm ở cự ly rất gần. Một đường chuyền đầy tinh tế của Gabriel Jesus loại bỏ tất cả những cầu thủ cao lớn của West Ham và đặt quả bóng đúng điểm, rơi đúng vị trí ban đầu của Bukayo Saka. Theo hướng tấn công bên cánh phải cho Arsenal. Zinchenko đánh đầu. Quả bóng vẫn là hơi quá tầm. Odegaard. Saka. Saka nhả lại. Vẫn chưa dứt điểm. Đó là pha xử lý mang màu sắc cá nhân rất hay của Gabriel Jesus. Gabriel Jesus đã ngã xuống sau pha can thiệp của Thomas Suchet. Và sau đó là tình huống kết thúc của Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Với một tình huống kết thúc trúng đích duy nhất, West Ham đã có được bàn thắng. Odegaard. Saka. Saka. Vẫn chưa vào. Gương mặt đầy vẻ tiếc nuối của Bukayo Saka. Arsenal đã áp sát và đoạt được bóng.
Đó là lúc mà đội hình phòng ngự của West Ham đã bị xáo trộn. Cú đá rất mạnh bằng chân không thuận vào góc mà Areola đã không khép được, nhưng may mắn lại không mỉm cười với Bukayo Osaka. Odegaard tuyến hay, dù cầu thủ người Bỉ đang nằm đau đớn ở trên sân. Xét về sự đa dạng thì Arsenal đã thực hiện những tình huống cố định của mình với nhiều kịch bản. Martinelli, động tác giả của Martinelli. Declan Rice không vào. Cơ hội đã xuất hiện với Declan Rice, khá thoải mái trong việc vung chân dứt điểm. James Ward-Prowse đánh đầu. Mauro Paros đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ. 2-0 cho West Ham. Mauro Paros đã xuất phát từ phía sau và lẻn lên chiếm lĩnh một vị trí để đón nhận quả tạt bóng có điểm rơi rất hay này của James Ward-Prowse. Hai cú dứt điểm trúng đích và West Ham đã ghi cả hai bàn thắng. Gabriel Jesus. Saka. Arsenal đang chơi với bộ đôi tiền đạo là Nketiah và Jesus. Nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Alphonso Areola. Trước những trung vệ cao lớn của West Ham thì cần những đường truyền điểm rơi như vậy. Odegaard. Odegaard làm gì? Chuyền sang, đánh đâu vẫn không vào, vẫn không vào và vẫn là Gabriel Jesus. Những cái ôm đầu và những sự thất vọng của các cổ động viên Arsenal. Lần này là vị trí đánh đầu và góc dứt điểm thuận lợi hơn cho Gabriel Jesus. Cơ hội đã mở ra rất rõ ràng rồi. Saka. Rice. Và bây giờ còn Smith Rowe. Nhưng ở trận đấu 4 năm trước thì Smith Rowe ngồi dự bị và không được sử dụng. Berama. 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 Odegaard rất hồi hộp. Klose. Klose. Một ngày vất vả và hiệu quả của Areola. Liên tục là những góc dứt điểm khác nhau của cầu thủ Arsenal. 18 cú dứt điểm trong trận đấu này rồi. Phút 75 của trận đấu, đánh đâu! Và cứu thua của Vladimir Subban. Thời gian là đủ để họ nghĩ về việc giành điểm ở trên sân nhà. Hiểu chính xác rồi. Đây là tình huống cản phá của Vladimir Subban. Odegaard. Đánh đầu. Trôi qua trong sự tiếc nuối của Smith Rowe, cầu thủ mới vào sân thay người. Di chuyển rất nhanh nhẹn để đón bắt đường truyền của người đồng đội. Martin Odegaard. Khoảng không gian rất chật chội. Smith Rowe. Đây này là một tình huống không quá khó đối với thủ thành người Pháp gốc Philippines. 8 bàn được những quả đá phạt góc ở các trận đấu trước đó, nhưng chưa có bàn thứ 9 trong trận đấu này. Cầu thủ Arsenal đã dứt điểm ở đủ mọi khoảng cách, đủ mọi tư thế. Odegaard.
Dứt điểm. Tuyến hai. Nelson. Không chính xác. Còn đây là pha kết thúc trước đó của Martin Odegaard. Bóng đi căng và liệng. Nhưng đây là mùa giải của Alfonso Areola. Kiên Ward-Prowse. Declan Rice. Và thậm chí ở quãng thời gian này thì các cầu thủ Arsenal còn không thể gượng dậy được nữa với những lỗi lầm của họ. Cầu viên West Ham Declan Rice với những bước chạy liều xiêu, và anh đã phạm lỗi với Emerson. Huấn luyện viên David Moyes cũng đã Benrahma và David Raya. David Raya là người giành chiến thắng trước Sadio Benrahma. West Ham chưa thể ghi được bàn thắng thứ ba trước Arsenal. Nhưng hai bàn cũng là rất đủ để West Ham giành trọn vẹn 3 điểm trước Arsenal. Wake up 247, hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cổng Sports.